Ok, chào các bạn, mình là Linh đây. Yeah. Hôm nay mình sẽ chơi một khẩu súng. Trời ơi, đùa nhau. Mới vào thôi, mình còn chưa kịp chào hỏi xong đã là đồ to rồi. Ok đi. Vậy thì đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem một chút một món quà rất là bất ngờ luôn. Yeah. Đây là một bức vẽ handmade của em. Long Ahihi, lúc đầu em đọc là Long Anh ấy, nhưng mà sau phải dịch mãi mới ra là chữ Ahihi. Yeah. Có vẻ là có bức ảnh, có bức vẽ này thì anh thấy em bỏ rất nhiều thời gian, công sức để hoàn thiện nó. Công nhận là vẽ rất là cute luôn. Đây là khẩu AK-47 VIP đúng không? Đẹp phết ấy, công nhận là đẹp. Có vẻ là nó chưa hoàn thiện khoảng 100%, nhưng mà thực sự là nó rất là đẹp rồi. Mình vẽ thì thôi rồi các bạn ạ, khi nào mình vẽ cho các bạn xem. Trời ơi, nó phải rồng có rồng, ra rồng mà phượng không ra phượng đâu. Nó phải ra con giun hay là con dế thì đúng ấy. À, trời. Nếu các bạn để ý thì đây, cái chỗ lòng súng là nó hơi bị cong, nó bị chiêu xuống một chút. Có vẻ như chỗ này nó kiểu tâm lý chim nó hơi săn sun một chút thôi, tức là nên tay của nó cũng run. Nó hơi bị lệch lạc một chút nhưng không sao, em vẫn là đẹp rồi. Cảm ơn em nhé, và chúc anh ngày càng men hơn và có đi song núi. Yeah, cái bạn với em mà em này học lớp 8 nhé. Wow, người lớp 8 mà vẽ đẹp nhỉ, ác thật. Ôi, ô thế là mình khi mà mình nói cái đầu là mình đã mất hai ván rồi các bạn ạ. Ôi giời, nhanh đi. Cho để thấp thôi. Thấp cho dễ bắn các bạn. Chứ gọi là kiểu nhanh quá dễ là chẳng. Thử ngon thôi, quẩy luôn. Quất lên đi. Giời, cổ họng mình đau quá. Không nói được nhiều. Vào đây. Ôi, chết rồi. Ê, giờ cúp con này nữa. Không đi nó đi, không đi. Nó kia, trời ơi. Để nó giết thế kia. Đây rồi, đây rồi. Chết. Ôi, về kia, về kia. Thôi, thôi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Mày quá, suy đi. Ôi, thôi, từ từ. Ta bảo từ từ thôi. Rồi, mất hết thành rất là kiểu oan nước rồi. Trời ơi. Nó dồn mình ghê quá. Đây, 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 đây. Úi xồ, khổ này bắn được phê lòi quá. Nhưng mà rất ít. Đùa. Mày bắn cái gì vậy? Trời ơi. Không hiểu bắn cái gì luôn. Hôm nay là ngày thứ mấy các bạn? Có phải thứ 6 ngày 13 không? mình có phải bức vẽ nữa. Vừa vẽ tay các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chỉ sâu mình cái bức vẽ tay và xíu nữa mình sẽ sâu cho các bạn xem. Cực kỳ đẹp, bao đẹp luôn. Thật sự rất là cảm kích vì cái điều này. Rất là kiểu cảm động luôn. Thật là xúc động vì các bạn, thời gian vàng bạc của các bạn là dành cho mình. Trời ơi, vui vẻ luôn các bạn. Rồi cảm... Mình... Cảm giác tay nó run, không thêm bắn, không muốn bắn luôn ấy. Trời ơi. Cổ đã đau rồi, bây giờ lại chẳng lẽ làm nghỉ chơi. À rồi, quá đệ. Chết. Chết, chết. Mày quá, phải để nó đi gần chiến mình mà thấy mình vẫn ép nên nó hơi sun. Sun thì là dẹo ngay, cứ sun là dẹo ngay. Đánh với Linh thì phải mạnh sinh lý các bạn. Sinh lý mà yếu một chút là thôi, xác định. Chết. Ôi, tưởng nó gần chiến binh. Nào, cân tem, cân. Trời ơi. Thằng nóng lồng, giết nó luôn. Nó bắn đây, thằng nó bắn. À, nào thì nóc. Nóc này. Nóc, nóc này. Chết. Bay như siêu nhân thế này mà đỡ được thì cũng giỏi chứ. Nhưng mà toàn dom ấy nhỉ. Hôm nay ngày gì, không hiểu sao lại dom nhiều vậy. Ê, xong rồi, anh có ép rồi. Chết. Chết, 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 chết. Rồi, một thằng. Chết không. 10 mạng. Yes, yes, yes. Oh yeah. Lâu lắm rồi mình mới trải nghiệm cảm giác được 10 mạng hóa dom. Buồn vậy. Buồn. Làm dom không quá đời, làm dom không được top 2 rồi. Phải thật. Không thể đùa được.
cái khả năng đen của mình nó kiểu đen kinh khủng luôn. Chí, ai cho mẹ ăn. À, ừ, bữa trước cái khẩu này giống hệt khẩu khẩu monkey các bạn, nhưng mà nó kiểu khẩu monkey mình thấy rất đẹp luôn, nhưng mà chỉ ở Trung Quốc thôi. Ừ, thôi trời ơi, hôm nay là ngày ngu người à, hai con nó chồng lên nhau, nó mỗi con nó vả cho cái tát cho cái. Cảm giác thật là vui quá, hôm nay có khi là test zom đúng không ạ? Chả hiểu không, mình nghĩ là không thể bắn được đâu, hôm nay không thể bắn được đâu, xác định mà, xác định luôn từ đầu đi. Ở đâu hôm nay 10 phát cao ghê quá, thế là bây giờ lại zom tiếp rồi, sướng quá. À, xong rồi, chết 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 rồi, 3 phát rồi, thằng sắp chết rồi, thằng sắp chết rồi. Nào nào đó, nào. Ôi dồi ôi, nó vả ra cái là chết luôn kìa. Cố lên, bỏ tay đi trời ơi. Con này được cái mạng nó ngon hơn một xíu mà. Kiểu chết kiểu là xàm xí các bạn, rất là lãng xẹt luôn ấy. Ok bạn cẩn thận nào, không thể đùa cợt với con này được. Sau tất cả, ôi trời, chả biết mình bây giờ tay mình nó dường như là không muốn chơi nữa rồi, cái đầu mình dường như là muốn dừng lại ở đây rồi, nó muốn chấm dứt rồi. Đứng trên à, là xe phải vào đấy. Nào cần chiến đấy, vào cái thằng nào biết cần chiến không. Chết rồi. Đâu, cái gì nó chạy ra đây các bạn, cái gì nó lùi ra đây mà. Rồi chết rồi, mình bây giờ còn 238 máu, nó chỉ cần phủi bụi cái là chết đấy. Nhưng mà yên tâm đi, mình không để chết dễ dàng này đâu, mình đã thấy mục tiêu ở đây rồi. Trời, sao nó ở đấy nhỉ. Ôi trời ơi, còn bị sâu nốt cái mấy cái còn lại đi, chán quá, hôm nay bắn chả hiểu cái gì luôn. Chết. Làm sao để cho toàn màn hình nhỉ? Cái bức vẽ này nó hoàn chỉnh hơn một chút của em Vương Đắc Hải Dương. Yeah, em ở Hải Dương hay là tên của em là vậy. Trời ơi, đây là bức vẽ hoàn chỉnh luôn, cả tô màu luôn. Rất là cute. À đây, cả tai nghe. Nhưng mà em vẽ sai tai nghe rồi em ơi. Cái này nó màu đen. Trời ơi. Đấy. Trời ơi đẹp vãi, kiểu rất là cú tay luôn. Cảm ơn em rất nhiều nhá. Yeah, rất đẹp luôn. Các bạn bình chọn đi xem bức nào đang sẵn. Đây là một bức ảnh cuối cùng trong ngày của em Anh Minh tặng anh Linh Gay. Trời ơi, cái bức vẽ này nó phải gọi là cực đẹp luôn. Nó rất là tỉ mỉ, rất nhiều chi tiết khó để vẽ. Cái chứ đây anh muốn hỏi một chút, chứ GD có phải là em là fan của G Dragon không? Yeah, anh không là, anh là fan của Sơn Tùng các em ạ. Sơn Tùng cậu nói chung là không nên so sánh làm gì, nhưng mà cảm ơn em Anh Minh nhá, thực sự là bức vẽ này rất đẹp đây. Đây Nguyễn Linh đây, tìm cái đây, mình sẽ cho các bạn xem bức vẽ của mình. Trời ơi, mình quên mất cho số 0 ở đây rồi, thôi xong sao. Yes! Đẹp chê. Ê, cảm ơn em nha. Ở đây giờ nào. Trời ơi, vẫn zom à. Sao cứ ra zom vào zom, chơi cũng zom luôn. Rồi các bạn thật là bá đạo đấy. Rồi có khi mình quẩy nó một ván này đi, cho cố gắng tỏa sáng hết mình với cái khẩu M4 đen đủi này. Yes! Đẹp quá trời ạ. Đen như kiểu chó thui. Phải so sánh thế này nó kiểu đúng hơn, nó thực tế hơn. Ở đâu rồi? Ờ, cố gắng đi bắn nào. Quất luôn. Nào đây. Trời. Trời ơi, mất công vào. Ok. Đầu to kìa. Ôi, một băng chết đầu to mà, ghê vãi. Đấy rồi, không bắn vào đầu các bạn nhé. Bắn vào đầu nó còn nhanh chết được. Giờ đây. Vậy không? Ừ.
vãi vèo vèo bắn mấy biện rồi kìa kìa. Ôi tôi chết rồi, lag rồi, lag rồi. Trời ơi, bị đơ, mình bị đơ. Vãi trời ơi. Cái số xui xẻo không biết bao giờ được bên này. Chết đâu. Các bạn đi, mình sẽ cố gắng tết đi lực đã. Máy quá, không thằng nào nhìn thấy. Chạy. Trời ơi, nó bật ép kìa. Thôi nghỉ đi, chơi cái gì nữa. Không phải chơi cái đéo gì nữa. Yeah, ở đây mình không chơi cái đéo gì đâu các bạn. Cái này là bậy quá, bậy. À, cái đây mình sẽ tạm dừng ở đây nhé. Các bạn cho mình nhận xét về những cái fan art thôi. Chứ còn súng thì các bạn quá quen thuộc rồi đấy. Nó ra mắt rất lâu rồi. Nha, bye. Ở đây đen quá, ngày nào cũng đen.